Cái anh chàng kia đang đi, tự nhiên cái đụng vô cái ba lô mình đằng sau, mình quay lại cái anh lùi lùi anh đi. Khó ăn lắm cu. Anh du lịch biết bao nhiêu thế giới trên nước rồi cu. Dễ ăn quá. Rất là nhiều những cái trò như vậy các bạn. Mình chỉ sơ hở chút xíu thôi là họ móc túi, họ rạch túi mình không. Họ nhìn mình, họ có thể ngửi được mình các bạn. Ý nói là họ có thể phát hiện được mình từ cách xa cả cây số các bạn. Là thằng đó là khách du lịch, nhìn là biết. Chúc mừng bạn. Đúng ngày hôm nay mới ghê chứ, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở lại Ecuador các bạn, để kết thúc cái trải nghiệm của chúng ta ha. Không ngờ cái ngày cuối cùng lại xảy ra cái chuyện đáng buồn như vậy. Đường phố đâu có ai đâu, gần như là vắng hoe vậy mà họ ép sát mình để tìm cách là rạch túi hoặc là mở cái túi của mình ra để ăn cắp không. Thôi mình phải kiểm tra lại xem như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà dù sao mình có sự chuẩn bị rồi, đã như vậy á, mình lúc nào cũng vậy, đem theo một cái khóa bên cạnh mình. Mặc dù là đài báo này kia và những cái kênh về thông tin du lịch đều nói là Ecuador rất là an toàn này nọ cho khách du lịch, nhưng mà nói chung nói chúng ta đi du lịch này kia ở những đất nước Nam Mỹ, Trung Mỹ, thậm chí Bắc Mỹ, các bạn không có tin ai hết á. Đài báo cái con khỉ. Mình quan trọng nhất là phải nhìn xung quanh và lúc nào cũng phải để ý xung quanh mình và cẩn thận cho hành lý của mình thôi ha. Nhưng mà nói gì thì nói, thì là đây là một cái chấm nhỏ nó không đáng quan tâm. Đất nước Ecuador vẫn là một đất nước rất là đẹp nha các bạn. Tất cả các công trình mà xây dựng này nọ đều từ thế kỷ 16 hết, tuyệt đỉnh luôn, như giống đi vào lịch sử vậy. Biển cũng rất là đẹp luôn. Hải sản ăn thì cực kỳ đỉnh, cực ngon. Trời ơi, mình không còn gì để nói hết. Còn đồ ăn ở Ecuador hả? Trời ơi má ơi, đỉnh ơi là đỉnh luôn. Đi tới đâu ăn mà ăn rất là ngon. Công nhận rất là hiếm ở đất nước Nam Mỹ mà có đất nước mà đồ ăn ngon như vậy đó. Ồ, còn độ thân thiện của mọi người đối với khách du lịch hả? Thôi khỏi nói đi, ngạc nhiên luôn. Vui lắm các bạn, đây thực sự là một đất nước rất đáng để du lịch nha. Rất là dễ thương, rất là sạch sẽ, con người rất là nice luôn, cực kỳ đẹp luôn. Ok, để mình lách ra khỏi khu chợ. Đồ đạc chất đống các bạn. Ok, đi ra ngoài nha, chúng ta cùng ngắm cái vẻ đẹp của thị trấn này. Alausi, Ecuador. Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies. No escuché lo de la gente bebé. Son envidiosos si lo ves, es que te como besos, baby me pongo travieso. Es que ese es el proceso, perfecta confieso. Pero eres más que eso, ma, tú vales mucho y lo entenderás. Tú tienes un lugar en mi corazón, donde vas a estar por toda la vida, corazón. También en mi mente un montón. Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón. Lo sabes, mi amor. Le dedico la luna a mi hermosa estrella. Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella. Eres perfecta por fuera, ya. Y más perfecta por dentro, ya. Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella. Y es interior, de eso se trata el amor. No existe la perfección. Y si lo es, pues eres tú, baby. Y si lo es, pues eres tú, baby. Por eso quiero más de ti. Amate a ti, baby. Que te lo mereces, te amo tanto. Y eso, que en unos meses me fleche. Toda la suerte si me la eche. Si no miras como tú me ves. Tú tienes un lugar en mi corazón, donde vas a estar por toda la vida, corazón. También en mi mente un montón. Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón. Những người phụ nữ che mặc những cái bộ đồ dân tộc của họ rất là đẹp. Đây là khu phố có thể nói là hey, good morning. Hey. Đây có thể nói là khu phố đánh giày đấy các bạn. Các bạn nhìn phía trước. Bụng chảy tất cả là toàn những cái ghế ngồi vậy này, họ dưới họ có những cái bánh xe ha, họ chạy đến xong rồi họ kéo tới, họ làm việc xong rồi họ kéo đi. Anh đi đúng rồi. Dạ. Lát hồi nữa mình cũng ra mình đánh giày, tại cái giày mình nó hơi vàng xíu. Hơi bụi bặm sau những bao ngày chinh chiến à. Ở đây là có cái quầy ăn sáng ở đây. Mình nhìn thấy có khoai tây, thịt gà rồi này nọ. Các bạn thấy không? Những em bé nhỏ thôi. Em bé là khoảng 7-8 tuổi.
Nói sao? Việt Nam meet up. Yeah, still Asian, yep. Exactly. Đó. Đây là anh bạn trẻ hồi nãy vừa gọi mình là Chino, là Trung Quốc. Cái mình mới sợ là anh là không phải, tao là người Việt Nam chứ không phải người Trung Quốc. Thì nói là, thì nói chung là Asian. Oh, yeah, 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 exactly. Các bạn hay ha, chỉ để hai cái chân lên trên hai cái miếng sắt đó thôi. Cái ghế rất là đa, rất là dễ kéo đi các bạn, đồ nghề chứa đây nè. Những cái này nó không có cơ động bằng những cái mà này. Yeah, mới lấy đó, dạ. Thấy ông này ngồi có một mình mà ông già rồi mà không biết hay để mình đánh về ủng hộ cho ông ha, tội nghiệp ha. Oh, how much for that? Excuse me, how much for that? No, oh, you're not working? Okay, it's okay. Họ không quen nói chuyện với người nước ngoài. Okay, không sao. Lát hồi nữa có gì mình có quay lại ủng hộ. Okay. Đi tiếp các bạn, đi ra cái đường này là đường đi ra ngoài chợ, mình rẽ phải đây là mới vào chợ rồi. Đây là mới cái rìa bên ngoài thôi. Đây là một trong những cái phần trang phục của họ nè các bạn. Ở đây mình thấy có một cái xe bán nước dừa tươi. Có lẽ phải một đồng một trái đó các bạn, nhưng mà mới sáng sớm mà uống nước dừa mình sợ mình chịu không nổi. Ồ, đây có thấy có một cái nồi. Nồi ninh xương heo, với lại mình thấy có cả bắp heo nữa. Chân giò nữa, ngon quá. Đây các bạn nhìn thấy là một cái nồi bắp họ đang luộc các bạn. Ở bên này họ ăn bắp cái này kia rất là nhiều nha, để mà thay cho cơm giống như chúng ta ăn á ha. Họ luộc lên khi nào mà cái trái bắp bắt đầu nó nở, nó nứt ra, nó nở tét ra, nó hơi bể ra giống như là mình ăn popcorn đó, nhưng mà không có nở hẳn ha. Là họ bắt đầu họ dùng ăn được rồi. Cái thị trấn này nó khá là nhỏ các bạn, nó thực sự là nó nhỏ và nó rất là yên bình luôn, cũng khá là đẹp luôn, nằm trên sườn núi như nào. Nằm trong cái dãy Andes, nằm sâu trong cái dãy núi Andes. Mà các bạn biết dãy Andes là một trong ba cái dãy núi là có thể nói là cao nhất thế giới. Cái đỉnh cao nhất của nó ở từ đây có thể nhìn thấy được là trên đó là trắng xóa các bạn, tuyết trắng xóa luôn, quanh năm ngày tháng luôn. Rất là đẹp ở đây luôn. Thế nhưng mà khách du lịch là không có dừng ở đây. Tại vì ở đây là chỉ là một cái điểm nhỏ trong cái khu trong cái khu núi này để mà có thể đi tới những cái thành phố nổi tiếng hơn mà UNESCO công nhận, như các bạn mình đã nói các bạn từ đầu video đó. Là Sri Lanka các bạn, Sri Lanka rất là nổi tiếng nha. UNESCO đã công nhận những cái tòa nhà lịch sử ở đó, cũng như là những cái nhà thờ đã đi vào trong lịch sử của nhân loại đó các bạn. Ok, xin chào các bạn đến với khu chợ nổi tiếng mỗi tuần chỉ có tổ chức một lần vào ngày Chủ nhật của Alausi, Ecuador. Đây là chợ nông sản nha các bạn. Và tất cả những cái gì mà người dân họ có ở trong đấy họ đem ra đây, họ trao đổi mua bán ở đây ha. Và như mình nói đầu video, các bạn có thể thấy là trên video mình, các bạn sẽ thấy là gần như 100% là người bản địa ở đây. Không tìm thấy một bóng khách nước ngoài nữa hết. Có nha, tạm thời có hai bóng. Đó là Tuấn Bụi với lại Sir Andy. Và trái cây rau quả rất là tươi các bạn nha. Họ ở trên cái vùng sườn hai thôi chứ đâu. Trên cái vùng sườn núi lạnh này mà. Cho nên trái cây mọi thứ rất là tươi ngon. Họ chia ra những cái bịch, những cái túi nhỏ như này các bạn nè. Mỗi một bịch ví dụ bán 2 đồng ha, 3 đồng. Thì họ đưa trong vòng, ví dụ bạn đưa 2 đồng xong bạn lựa trong những cái túi này thôi, chứ không phải là được phép lựa từng trái trong nguyên một cái hộ lớn, trong một cái xoay lớn. Hey, vừa rồi. Ok. Wow, rau củ rất là tươi các bạn. Ở đây mình thấy như rau cần ha, rau cần nè. Với lại đây là rau mùi. Rất là yên bình và rất là màu sắc các bạn. Hai chị đôi, hai bà chị mặc đồ người dân tộc mà rất là đẹp. Mình ra chợ sớm mà thậm chí nhiều người chưa dọn hàng các bạn. Từ bữa giờ ông Andy ông dặn là anh Tuấn là đi lang thang này kia nào, mà nếu mà thấy được chôm chôm là quất cho em một bịch lớn nha. Tại vì ổng nghiện chôm chôm, nhưng mà vấn đề chỗ là giờ đã đến mùa đâu mà mua đúng không các bạn. Cái gì các bạn nên nhớ là nếu đến những cái vùng cao như thế này, ở chợ trên núi mà khoảng, ở đây là khoảng 2.600m so với mặt nước biển nha các bạn. Ở Quito là 2.800m so với mặt nước biển. Thì chỉ cần đi bộ một chút xíu thôi, lết một chút xíu thôi, thở hộc hộc mà mệt kinh khủng. Tại không khí nó loạn á. Hey, how you doing? Mọi người thấy người nước ngoài là bắt đầu cười. Họ không quen nhìn các bạn không? Hey, how you doing? Yeah.
I'm no Espanol. Espanol? No, English. English? Yeah. Para donde? Yeah. Para donde? Para donde manda el... I don't understand you. You know, English only. English? Yeah. De qué país? Ông cụ nói gì mà không hiểu. Móc phone ra thì cũng được nhưng mà hơi mất công một xíu. Tại mình đang đi quay cho các bạn. Ồ, mình đang nói tới cái độ cao nữa. Đi chút xíu tại vì không khí trên này nó loãng các bạn. Thì như cái hơi thở bình thường mình hít vô là mình hít không có đủ hơi oxy cho cơ thể đâu. Là phải hít hai lần các bạn. Cho nên lên trên này mà chạy bộ hoặc là bưng hàng hóa trên này mà thở được bình thường phải nói nữa là chắc là cao thủ. Mình cho các bạn coi đường phố của Alausi nè. Phía trên các bạn thấy không? Ở trên đó là nguyên cái dốc cao, cho nó lên đó còn cao nữa nha. Họ lúc nào ở trên sườn đồi ngoài Ecuador đúng không? Nhà cửa lúc nào cũng vậy các bạn. Toàn bộ trên sườn đồi hết. Trời. Mình mới leo xíu mà thở không nổi. Ok. Ở trên đó là phải trượt dốc xuống đây ha. Xong rồi lao xuống dưới kia. Sau đó hồi tới một cái đoạn nào đó bạn lại phải đi ngược dốc, đi ngược trở lên. Có một cái cảm giác tại vì mình rất là nhớ tới San Francisco của Mỹ các bạn. Khá là hay, khá là đẹp, không khí thì trong lành. Có thể nói là cái khu chợ này nó không có cái độ tập trung các bạn. Tại cái thị trấn này nó nhỏ xíu à. Cho nên là họ ngồi đâu cũng được hết á. Nhìn vòng vòng cũng sẽ thấy thôi. Đó mình thấy một cái đầu đường này mình quay lại. Đi qua bên kia sẽ có một cái đầu đường bên kia khác nữa. Họ hoàn toàn không cần phải ngồi tụ một chỗ quá nhiều. Ok. Một người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc của họ đang đều một em bé trên vai, các bạn nhìn thấy không? Họ cột như vậy á. Một em bé dẫn phía dưới ha, đi bộ. Và em bé thì được cột sau lưng. Những cái tấm vải may, những cái tấm vải thêu này các bạn. Ở bên này họ bán rất là nhiều nha, rất là màu sắc giống như kiểu người Maya với người Inca ngày xưa các bạn. Chứ không có gì, cái bộ tộc của họ. Ô, các bạn nhìn nè. Phía dưới này là một khu chợ lớn như này nữa nè. Ồ, nó rải rác khắp nơi hết. Bắt đầu đi lộn đường rồi nha, bắt đầu lộn đường rồi. Các bạn cùng mình đi xuống phía dưới nha. Ok, bà chị này đang giăng bạc để không. Ok, go. Thank you. Ok. Vậy là mình nãy đang đi ở trên cái con đường. Mình đi trên đường bình thường các bạn thấy không? Tại sao một cái sườn núi mà trên nó có những cái thiết kế rất là kỳ lạ đúng không? Hồi nãy mình đang đi trên cái đường bình thường là đất liền bình thường á. Thế nhưng mà cái chợ của người ta lại hụp xuống dưới, giống như một cái tầng hầm vậy. Các bạn thấy không? Không phải là vì nó xuống tầng hầm mà tại vì nó xuống cái sườn núi phía dưới thấp hơn thôi. Cho nên mình cứ giống như là mình đang leo lầu vậy. Có tiếng xe buýt của người dân họ đi tới chợ nè các bạn. Họ đi xe buýt từ xa tới ha. Họ chở những cái thùng rau này kia tới nè. Đó, các bà đang xuống chuẩn bị giờ đi kiếm một cái chỗ ngồi dọn hàng ha. Nhìn quần áo họ đẹp các bạn ha, sặc sỡ mà có cái kiểu riêng của họ, rất là nét, không có đụng hàng đâu hết, nhìn hay ghê. Đó, cái từng thùng rau một rất là tươi nguyên, mà họ chuyển từ trên các cái sườn núi, mé sườn núi khác đó. Chắc cũng khá xa cho nên phải đi xe bus tới. Trời, mình thích quay mấy bà cô ăn mặc đẹp quá. Các bạn cùng mình ngắm nha. Đây một bịch rau các bạn, mình nhìn nó giống như là rau gì ta, giống như là rau thì lạ. Rau củ như vậy đủ rồi ha, các bạn cùng với mình đi vào trong khu chợ. Thì bây giờ mình mới để mới thấy là đi vào trong khu chợ thì họ mới có bán thịt, bán cá này kia, hải sản này nọ trong đó. Bây giờ chúng ta đi vào trong nha. Hóa ra là bên ngoài cái chỗ nắng nhất á, là để bán rau bán củ. Ngoài này nắng nó dễ bị héo đúng không? Để trâu trông chứ. Nhưng mà thịt thì cũng dễ hư ha. Ok, thôi không cãi nữa. Đi vô các bạn, let's go. Ok, bước vô cái là thấy liền. Đây là quầy cá các bạn nha. Wow. Thực tế mà nói có một số cá họ đánh được ở đây, nhưng có một số cá họ phải nhập từ các thành phố lớn về các bạn, từ Quito hoặc là từ Cuenca, tại vì ở đây là trong cái vùng núi Andes các bạn, và chủ yếu là sườn núi với đất đá với lại lạnh giá không à, những cái chỗ có thể câu được cá rất là ít ha, mà được chịu rất là nhiều cái sự quản lý của chính phủ đó. Và các bạn muốn làm gì làm, các bạn muốn đánh sao đánh đâu. Rất là tươi. Ở đây hai người phụ nữ làm cá. Thấy chưa luôn. Làm cá tại chỗ các bạn. Các bạn biết tại sao mà họ đưa thành những cái tụ nhỏ nhỏ như vậy không? Là mỗi một cái chục cái cụm như này là một giá nha.
ở bên Ecuador, họ làm rất là ở bên Nam Mỹ cũng vậy, nói chung đó, họ làm rất là nhiều như vậy. Có nghĩa là bạn đưa 5 đồng, 7 đồng thì bạn lấy đúng một cụm như vậy ha. Không có sự lựa chọn giống như kiểu để đóng trong kia rồi bạn vô, bạn bóc từng con, bạn nắn từng con một. Nhiều người lấy móng tay bấm vô cá luôn á để coi là nó có tươi hay không. Hey. Đó. Cá họ làm tại chỗ các bạn ha. Mình đi giữa chợ cá mà không có mùi nha. Không có thấy hôi. Ở bên trong này mà hàng nông phẩm cũng chen vô cái lại thịt cá luôn. Quá trời ơi đất. Lấn đất luôn, lấn đất luôn. Ngồi hết bên ngoài, ngồi bên trong luôn. Chứ là rau củ rất là tươi các bạn ơi. Chứng tỏ là cái vùng này trồng rau củ rất là tốt luôn. Đó. Vô đây mới thấy trời ơi, chất trái cây kìa. Vô đây mới thấy trái cây chuối này. Andy đâu rồi, vô mà kiếm chôm chôm đi kìa. Đây là quầy gia vị các bạn. Bán đủ thứ trên đời hết. Từ dầu ăn cho tới đó, nước rửa chén, cho tới bơ, sữa, đồ hộp, trứng, các loại đậu. Đây là quầy tạp hóa các bạn ha. Đây là quầy xúc xích và quầy thịt heo, thịt bò chứ. Có thịt gà các bạn. Họ bán chân gà, họ chia thành những cái bịch. Mình với Andy là ở khách sạn, chứ nếu mình với Andy mà ở Airbnb là mình sẽ mua chân gà này kia về mình luộc. Tại Airbnb nó có đầy đủ nồi niêu son chảo các bạn, mình có luộc được. Đấy, đây có một quầy thịt gà. Trời, anh bán quần áo mà anh bưng mà nó căng theo luôn. Khổ ghê. Đây thịt heo. Có một số người các bạn khi mà mình quay camera tới, họ lắc tay hoặc là họ tỏ ra là họ không thích á. Mình lập tức mình tắt liền, cho nên có một cái vài đoạn video các bạn thấy mình đang ngang tự nhiên cái tắt cái bục á. Các bạn thông cảm nha, tại mình phải tôn trọng người ta ha. Người ta có quyền được nói cái ý kiến của người ta, mình phải tôn trọng cái điều đó. Đây là nội tạng bò các bạn nè. Tim bò, gan bò, các bạn có thấy cái lòng bò bự chà bá không? Bên này là cái mấy cái gọi là hòn le bò nữa các bạn. Quá trời hòn le luôn, cái này mà làm lẩu ngon ha. Cái kia như lá phổi. Chân bò. Ủa tươi quá, mình đứng ở đây cách có nửa mét các bạn, ngay đây luôn. Nè, mình sờ tay được vô thịt này. Và rất là thơm. Mình nói cho mình chưa sờ vô nha, không có mất vệ sinh vậy được. Anh cùng mình hòa mình vào cái dòng người mua bán nha. Ở đây là toàn thịt nữa, các bạn coi nguyên một con bò treo ở trong kia kìa. Đó, treo tuốt trong cái toàn tàn giống. Rất là tươi luôn. Nguyên cái dãy này là bán thịt hết. Bán cá chỉ có cái dãy đầu kia nãy nữa mình cho các bạn coi thôi. Mà thịt thì chỉ có bò, heo, gà là chủ lực nha. Không có thấy kiểu như dạng thịt bê, thịt này kia. Đây, nguyên một cái đầu chưa bắt giới các bạn. Đó, ông nào thích về nướng lên lấy đồ dầu nướng. Camera. I'm no Espanol. Yeah, English. Hey, how you doing? Ông chủ tiệm thịt này chịu khó ghê. Hey, how you doing? Hello sir. How about you? Yeah, this is camera. Camera. What is YouTube? Where is you from? Vietnamita. Vietnamita. Vietnam, yes. Ecuador, yes. Ecuador, yes. Thank you. What is his name? Ông chủ quay thật rất là vui, ra bắt tay nói chuyện này kia nữa. Rất thoải mái. Ok, chúng ta nhìn toàn cảnh cái này xong rồi mình với các bạn lại thoát ra ngoài nha. Bên trong mình rất sạch sẽ, đẹp đẽ các bạn. Công nhận chợ mà giữ như thế này tuyệt vời. Cái chợ bên trong này là chợ ngày nào cũng có nha, chứ không phải là ngày và chủ nhật. Chủ nhật là những cái người ngồi bên ngoài các bạn, tất cả những người ngồi bên ngoài đó, chủ nhật họ đến họ ngồi đầy bên ngoài hết, xong rồi hết ngày chủ nhật là họ nghỉ. Nhưng ở trong này là ngày nào cũng mở ra, ngày nào cũng bán các bạn thấy không? Và đây là cái khu chợ mà gọi là bán hàng ngày đây, các bạn nhìn nè. Vệ sinh dịch tẩy rất là sạch, mình rất là thích những khu chợ như thế này. Tuyệt vời. Nhìn như thế này là muốn mua đồ ăn các bạn ha. Ý thức cũng như là cái ban quản lý chợ rất là có trách nhiệm. Very good. Khi mà mình đi du lịch tất cả các nước á, mình rất là thích ủng hộ những cái doanh nghiệp nhỏ như vậy các bạn nè. Những cái người bán nhỏ mà trên đường phố như nào, họ không có đủ tiền nội thuê những cái mặt bằng lớn để họ khuếch trương mua bán á, thì chứng tỏ cái số vốn của họ nhỏ ha. Thì mình rất là quý những cái người làm ăn nhỏ như vậy. Mình đi qua cái bà cô bán dừa hồi nãy rồi, mình chưa ăn sáng gì hết, nhưng mà thôi kệ, cứ qua ủng hộ một trái dừa đi ha. Thấy bà cô đứng lâu rồi mình không ai hỏi hết.
Excuse me, ma'am. Can I get one? For how much for that? $1? $1. Okay, okay. Can I get one? Yeah, I'll get one. Yes, yes. Thấy bà cô ngồi lâu quá mà dừa còn nguyên si hết. Ok, làm trái dừa. Cô bán một ly này một đồng quá hả? $1. Một ly một đồng chứ bán một trái các bạn nha. Hiểu lầm. Không sao. Thử coi. Man, it's good. Muy bien, really good. Để uống xong ly nước dừa đi các bạn, mời các bạn nha. Bóng lượng luôn, nhìn như nước suối vậy. Nhưng mà rất là ngọt. Nhìn là ngọt. Các bạn thấy là mình tới Ecuador đó, mình đi quay phim á, mình che rất là kính này kia này nọ. Không phải là mình sợ nắng. Không phải là không sợ nắng. Ôi sorry các bạn, cái camera mình nó nghiêng rồi. Gió nó thổi nghiêng, ở trên này vùng núi đó, gió rất là mạnh. Ý mình nói là Ecuador nằm trên đường xích đạo đó các bạn. Mặc dù là nó lạnh, tại vì nó ở trên độ cao, nó có cái độ lạnh như Đà Lạt vậy. Nhưng mà cái vấn đề chỗ như cái tia cực tím này kia của nó, của mặt trời á, nó hại kinh khủng các bạn, nó làm da đen và sạm nhanh một cách kinh khủng luôn. Tại vì nó nằm ngay trên đường xích đạo luôn, gần như là cái đất nước Ecuador các bạn biết là nó nằm gồm hai phía nửa bán cầu, nó đi ngang qua xích đạo mà. Và nó sở hữu luôn cái điểm gọi là về không của xích đạo luôn, chính giữa luôn. Đó, nhìn cái nắng nó bình thường mát mát vậy thôi, nhưng mà nó cháy da rất là nhanh nha. Cháy đen luôn, sạm luôn các bạn. Mời các bạn tiếp là chúng ta đi nha. Ngon quá. Excuse me. Excuse me. Thank you. Gracias. Đi các bạn. Vừa uống xong nước dừa xong mình thấy một bà cụ nữa. Bà có một cái xe bán hàng nhỏ đó các bạn. Một cái xe bán đồ ăn nhỏ thôi. Đúng bụi chưa ăn nữa. Ok, ủng hộ bà nào. Mình có thể nhìn thấy là có trứng luộc nè, có khoai tây một cái vài baby trái nhỏ nhỏ đó ha. Khoai tây lớn loại đậu với là một chút xíu rau thôi. Ủa sao không thấy thịt ta? Thôi không sao. Nhưng mà bà ghi tiếng Tây Ban Nha thì mình có thể đọc thấy là đã 50 năm bán cái món này 50 năm nay rồi các bạn. Mama Carmen. Yeah, it's good. I'm gonna eat right now. Yeah, I'm gonna get some right now. Bà ấy để cả hình của bà ấy lên đây nè các bạn. Có lẽ là rất tự hào với cái món ăn của mình ha. Can I see it? Can I get one? How much for that? $1? Yeah. Yes. Yeah. Todo negro. What? Con huevito y todo. Ơi. Bà, se pare, se quiere. Sao bà cái ngại sao không bán cho mình hả sao? Yeah, $1. Ôi bà cười rồi đó, đưa tiền rồi đó cho thoải mái chưa? Avance con huevito y todo, dale. I'm hungry, you know. Allá viene otro chino. Oh. Đó. Đó, bà lão đang dở ra, để mình qua anh kia coi bà lão có gì ha. Excuse me. Các bạn này, đó, các loại đậu thôi nè. Đó, một cái bịch các loại đậu thôi à. Sau này bà ấy rắc một chút xíu muối vô ha. Đúng là không thấy thịt. Tự nhiên có bà lão đây mà thấy một cái anh người Trung Quốc, anh kêu Chino, kêu anh Trung Quốc qua đây nói chuyện với mình. Hey, how you doing? Vietnamita. Vietnam. Oh, thank you. Đó, ok. Các bạn nhìn cái suất ăn ơi này hơi chói, để mình quay đây cho các bạn coi. 1, 2, 3. Đó, các bạn coi. Đó. Nói ok. Thank you. Yeah. Đây là trái trứng, và lại đây là đậu với mã cho chút xíu hành với lại một chút xíu nước sốt lên trên. Ok, các bạn cùng mình thử nha. Ngồi đây đường á. Hả? Hey, how you doing? Ông anh đi cũng đi ngang qua đây. Mời các bạn thử trứng luộc này, trứng luộc nào. Hàng gì nhìn không thấy miếng thịt hết. Bà ấy bán chỉ có đậu với trứng luộc với lại một xíu cái nước sốt nè, với hành tây thôi. Giống như bán đồ chay á. Ăn được các bạn, khá ngon. Nhưng mà thật lòng mà nói với mình, nếu mà có miếng thịt nữa thì con. Tại vì mình đi đây đi đó mà, đi tối ngày là chỉ những chuyến đi liên tục, không có thật là dễ tiêu đời, dễ thua.
Có thể mình mà nhận rau không vô là nó đuối các bạn. Con nhìn nè, chỉ có hành lá mà cắt không nè. Cho nên lát hồi mình lại tiếp tục đi coi cái quán nào mà nhìn cứ bà lão là một nè, hai là có như là người già, thứ hai là phụ nữ mà có điệu con trên vai hoặc có dẫn theo trẻ em đi á, là mình vô mình giúp. Đâu cần mấy cao sang ngồi bàn cao ghế cao làm gì. Tuyệt vời. Mình thấy có một chị gái đứng lam lũ đứng bán trứng cút này nữa. Hey. Hey. Can I get one? Dollarita. Yeah, yeah. I'll give you money first. You want it? Okay. Đó, chị bán trứng cút các bạn, chị nấu xôi trong này nè. Đó, chị để này trên. Cái này là chị bóc sẵn này nha. Xong khách mua là 1 đô thôi à, chỉ có 1 đồng thôi. Đó. 1 2 3 4 5 trái. Ồ, 6 7 dữ vậy ta. 8 9 trời. Cả chục trái vậy. All right, thank you. Can I sit here? Okay, okay. Yeah, 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 yeah. I'm gonna sit here and eat it. Okay. Đó, đang liên tục luộc nè. Đó, luộc nóng rồi đổ qua bên kia để nó rồi bóc vỏ các bạn. Bóc xong rồi để vô cái nồi nhỏ bên kia để đặt nó lên trên cái đỉnh trên này. Vừa giữ được nước sôi ở dưới mà nó vừa giữ được cái nóng ở phía bên kia, thông minh chứ. Quá hay, quá hay. Đó, các bạn thấy không? Một doanh nghiệp nhỏ, nếu mà tính ra đô la Mỹ thì chắc cỡ khoảng 100 đô thôi là có, là ra đường có thể đi kiếm sống với gia đình rồi. Mình quý những cái người lao động chân chính này ghê luôn, thích ghê luôn. Tuyệt vời, chị gái. Mời các bạn nha. Chỉ là bóp này lên này cho cái muối nó xuống dưới cho nó đều á. Chứ mấy cái trái đầu tiên ăn vô một cái chắc là ra thác nước đứng há hậu luôn chứ. Nó mặn chịu sao nổi. Đó, mình phải bôi, mình chay nó xuống cho mấy cái thằng nhóc ở dưới này. Chọi lên trên đi, dính muối đi. Bắt đầu ăn lặt nhách giờ. À, cái này mà có tương ớt nữa. Oh, you have chili, jalapeno. Oh yeah, yes, yes, chính xác. Tuyệt vời, tuyệt vời. Gracias, thank you. Ok, lại bóp nắng bóp cho nó massage một xíu nữa. Không có ớt ăn nó cứ nhạt nhẽo kiểu gì các bạn ha. Đó, bây giờ nó mới ra cái màu gọi là thôi rồi lượm ơi nè. Mời các bạn nha. Cái này thì không có gì đặc biệt, cái này là trứng cút. Trứng cút luộc các bạn. Ok đó. Tuyệt vời. Mỗi một nơi nó có một cái nền văn hóa, có một cái phong cách, một cái tập quán riêng. Rất là hay. Mình đã cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người thân bên cạnh mình, những người đã âm thầm phía sau mình lo lắng công việc rồi kinh tế này kia này, họ đủ thứ để mà mình có thể lang thang trên bước đường trải nghiệm cũng như là khám phá thế giới cùng các bạn. Rất là biết ơn. Cảm ơn gia đình nhiều. Chúng ta đang đứng ở cái đỉnh cao nhất của cái thị trấn này nha các bạn. Phía sau mình là bức tượng của Thánh San Pedro các bạn. Ok, mình dừng cái video đây nha. Hồi mình leo đuối quá. Cái thị trấn ấy nằm cao trên núi mà. Leo tới cái điểm cao nhất này thở ná thở luôn. Mình cảm thấy hai cái lỗ mũi là không có đủ. Phải thiết kế là 4 lỗ hoặc 6 lỗ thì mới đỡ. Thì mới hít đủ một cái lần hít ra đủ lượng oxy vào cơ thể. Trên này không khí nó rất là loãng các bạn. Ok nha. Vậy thì chúng ta đã trải nghiệm, mình đã dẫn các bạn đi coi thử một cái khu chợ rất là địa phương, rất là dân tộc luôn của người dân, phải nói là thiểu số tại đất nước Ecuador này. Ở một cái thị trấn rất là dễ thương, nhỏ bé, nằm giữa cái dãy Andes nha các bạn. Dãy núi Andes. Nó giống như một cái nốt ruồi vậy, nhỏ xíu. Trên bản đồ gần như là không có về du lịch luôn á. Các bạn đi du lịch này kia đi, mà đi về Cuenca này nọ, thành phố UNESCO, các bạn đi ngang qua cái thị trấn này. Mà hầu như con đường đi ngang thị trấn này cao tốc rất là tốt, cho nên là đang phóng ngon lành thì ít khi người ta muốn dừng lại lắm. Thế nhưng mà đây cũng là một cái điểm dừng rất là đẹp để các bạn nghỉ chân trước khi các bạn vào với thành phố của UNESCO công nhận ha. Ok, tạm biệt các bạn thân yêu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng mình trên những bước đường trải nghiệm nha. Các bạn rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mình rất là ấm lòng khi trên đường đi của mình lúc nào cũng có các bạn hiện diện ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn sau. Mình phải xuống núi đây.
Bây giờ xuống nước bay. Không còn cả mấy trăm bậc nữa. Bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cảm ơn các bạn thân yêu rất nhiều. Bye bye.